Xin chào anh em, đây mình ở đông quay đến các bác hai cục dàn mini, hình thức còn cực kỳ đẹp luôn. Nó là cục Kenwood này, nó đẹp quá. Hình thức thiết kế cũng như là cái đèn hiển thị của nó quá bắt mắt. Và em nó là giá 1,4 triệu, còn con bên cạnh thì là bán giá 1 triệu đồng. Như con Kenwood này, nó đang chạy được chức năng là chạy đĩa CD, đĩa MD. Tôi vừa test cả MD và CD đều chạy hoàn hảo hết. Và con này nó có cái đèn LED biểu tượng của lọc nhạc nhấp nháy như kiểu equalizer. Nó là siêu hiếm luôn. Quay bán đến các anh em, con này 1,4 triệu, còn con này 1 triệu. Chạy đĩa CD, MD. Đây là các tính năng. Ngoài ra còn có radio, tape bằng cassette. Cắt xe thì không bao giờ tôi thử đâu. Không bao giờ thử những loại bằng cắt xe của giả. Mặc dù nó có thể nó chạy đấy, nhưng mà chạy nữa thì full tính năng. Nhưng mà những cái tính năng đấy không bao giờ bọn tôi bán mà tính thêm tiền, hoặc là nó không chạy mà chịu đi. Bởi vì nó cục dàn thì thật ra bán những cái cục này thì đấy là nó chạy được đĩa thôi. Chứ còn mục đích là về cũng chủ yếu là chạy điện thoại, máy tính, tivi. Và nó có đường vào âm thanh, nó là đường AUX input. Hai cục đều có như vậy. Điện 100V. Con này thì điện 100V, đều hai cục đều điện 100V. Kenwood 1,4 triệu, còn Đến Đông là 1 triệu. Đây là thông tin của cục Đến Đông, sản xuất tại Hàn Quốc. Còn cục này Kenwood thì nó hay sản xuất tại Malaysia. Kenwood còn có cả đường ra xúc điện. Còn cái cục này thì có đường quang ra thôi. Con này nó có cái màn hình quá bắt mắt luôn. Tôi đang ghép vào đôi loa to đùng này các bác này. Các bác nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nghe nhẹ nhàng thì vẫn đấu được loa to. Mẹ chờ em chờ, nhưng nếu con về bạn mẹ thương mơ, bao lứa trai cùng chào xuân. Con này nó hay cái nữa là nó có chỉnh bát này, bát các cấp độ và các chế độ nhạc, âm thanh vòm 3D. Flat là chế độ không có nhạc, không chỉnh. Khung nhạc, bấm vào đây nó sẽ ra kiểu khung nhạc. Lại còn cho phòng, phòng to, phòng nhỏ. Nó thiết kế quá cho chuốt, dàn mini mà thiết kế quá cho chuốt. Tôi sẽ chỉnh nha. Đó, tăng giảm bát này. Bát đánh căng không các bác? Đó. Mình chỉnh xong mình sẽ vặn. Đó nhá. Vặn em bát. Đấy, ấn tiếp vào đây. 2. Nói chung cho nó nghịch, nó đa dạng hơn thôi. Chứ thật ra các bác nghe trực tiếp chả cần phải chỉnh đâu. Bởi vì nhu cầu nghe dàn mini thì nó không cần phải quá cầu kỳ như là âm thanh loa ghép. Đây là thông tin gửi tôi. Khách hàng có thể đến tận nơi mua hoặc là cọc tiền tôi sẽ gửi đi. Số điện thoại địa chỉ rõ ràng. Và giá này là giá tại cửa hàng, không có tiền ship các bác nhá. Phải nói là cục này nó quá ấn tượng luôn, nó quá ấn tượng. Còn cục này thì đèn màn hình thì nó cũng bình thường như những cái cục dàn khác thôi. Nhưng để được có một cái cục dàn mà có cái kiểu LED ấn tượng này hiếm lắm, cực kỳ hiếm các bạn ạ. Còn cục này thì nó chạy cơ bản là tính năng AUX. Thế thôi. Đây là đang chạy đĩa CD nhá. Đứng đách bài này, đó, bài số 2. Chuyển sang tí MD này. Cái cục này là nó chạy hoàn hảo MD CD. Thì tôi bán giá nó cao hơn, với lại nó quan trọng lại là nó đẹp, nó bắt mắt và nó xịn sò. Đấy là đang đợi đĩa MD các bạn nha. Bấm next nha. Biểu tượng đĩa MD này. Đó, bỏ đĩa ra. Ngon chưa? Quá ngon đúng không? Các bác nào có loa rồi mà ghép vào thì phê lắm. Xin chào các bạn. Cục bên này 1,4 triệu, cục bên này 1 triệu các bạn nha. Hàng bãi zin luôn.